Trại dế hôm nay, trại dế Thanh Xuân hôm nay gửi trứng dế cho mấy bác ở Vĩnh Phúc, bác ở Quế Võ, bác ở Phú Thọ. Trời mưa gió đợi mãi không tạnh mưa cho nên là vẫn cứ phải mang đi, con xe nó chạy mất. Xe áo mưa bên trên còn gói nhỏ nữa. Các cái gói trứng dế mưa quá. Bà con có nhu cầu mua dế thương phẩm, dế giống, trứng dế giống thì xin mời bà con truy cập website trang trại thanh xuân.com để tìm hiểu về cái cách nuôi rồi giá cả các cái gói thu mua, các gói thu mua giá bán giá mua để bà con ngồi nghiên cứu nuôi như thế nào, chuẩn bị cái gì thì bà con truy cập website trang trại thanh xuân.com, trong đó trại có giới thiệu đầy đủ từ hợp đồng hay giá cả như thế nào thì bà con vào đó xem. Sau khi xem kỹ rồi thì bà con phần nào không hiểu bà con có thể hỏi trại trả lời. Đây là cái thùng dế nó mới lở đây, bà con xem ở cạnh thùng rất là nhiều. Đấy. Khi dế nó bé thì bà con nên cho ăn nhiều chỗ làm sao mà tạo điều kiện cho con dế nó ăn dễ thì nó sẽ lớn đều và nó nhanh lớn. Đấy. Bà con có thể dùng các cái loại cành lá khô mà nó xốp hoặc gấp bìa rích rắc, chọc những cái lỗ nhỏ ra để cho dế nó dễ bám, nó chui ra chui vào nó dễ. Khi dế nó nhỏ thì bà con có thể để thấp thôi, thì sau này nó lớn thì mình sẽ tăng cao dần lên. Nếu mà dế bé mà mình để cao quá thì nó lên xuống nó khó khăn, thì nó ăn uống nó khó khăn thì nó sẽ lớn không đều. Đấy. Khi con dế nó nhỏ thì mình có thể tạo điều kiện cho chúng ăn dễ thì nó sẽ lớn đều hơn. Đây là thùng dế này. Bà con nuôi dế thì nên luôn luôn duy trì một cái thùng dế chuyên để đẻ để mình lấy trứng ra hàng ngày, hoặc là có thể cách 1-2 ngày mình lấy trứng một lần cũng được để duy trì cái nguồn trứng cho nó đỡ bị đứt đoạn. Thì khi mình cần nhiều trứng thì mình cho dế bố mẹ đẻ nhiều, khi cần ít thì mình cho ít, các bác có thể điều chỉnh được cái lượng trứng ra hàng ngày, thùng to đẻ nhiều, thùng bé đẻ ít. Dế thì chỉ cần mua giống một lần thôi. Nếu đầu tiên nuôi lên thì các bác chọn một số con to khỏe ra để làm giống, cái số còn lại nó nhỏ hơn thì mình nuôi thêm vài hôm mình bán. Khi mình bán dế rồi thì đã cái lượng dế mình chọn bố mẹ ra nó đã đẻ ra trứng rồi, thì mình cứ lấy trứng hàng ngày thôi. Nếu cần mình bán được trứng nhiều, bán được dế nhiều thì mình cho dế bố mẹ đẻ nhiều, còn bán ít cho đẻ ít mình điều chỉnh. Sau khi cái thùng dế nó đẻ mà nó hao hụt đi thì khi các bác bán dế thì các bác phải bớt lại chút các bù vào, thì luôn luôn có trứng để mình nuôi gối đầu hoặc để mình bán. Chứ nhiều bác mà cứ cho đẻ 1-2 nứa xong thôi thì nhiều khi nó lỗi cái nứa đấy thì nó lại mất giống. Nó sẽ có nhiều phương pháp nuôi thì mỗi người nuôi theo một cách. Ở trại Thanh Xuân thì lúc nhỏ thì có thể nuôi tập trung, xong rồi đến tầm nó xoay xoay thì san ra thành nhiều thùng. Cứ nuôi từ bé mà lúc bé dế bé mà nuôi ở một chỗ thì nó cũng rộng quá, cũng hơi phí. Cho nên bà con có thể nghiên cứu các cái cách nuôi, cái cách nào nó hợp lý thì mình thực hiện. Bà con có thể thử nghiệm những cái cách nuôi theo ý của mình, tại vì dế nó đẻ trứng ra hàng ngày thì có rất nhiều trứng để mình thử nghiệm cái thùng nuôi.
thùng nuôi này mình nuôi kiểu này, cái thùng kia mình nuôi kiểu kia, thùng này cho ăn cái này, thùng này cho ăn kia. Thì trứng dế nó đẻ ra hàng ngày thì bà con có thể, các bác có thể thử nghiệm được. Cho nên là với cái vấn đề nuôi thì nhiều mỗi người nuôi một cách. Nhiều khi các bác có những cái sáng kiến mới nuôi thì lại tốt hơn. Đấy, chứ còn bây giờ trên thị trường cứ bảo là một khay nuôi mấy mét vuông. Đấy, nhưng một khay nuôi mấy mét vuông cũng được, mà mấy mét vuông nuôi nhiều khay cũng được. Mỗi người có một cái cách nuôi khác nhau. Chứ nó không cứ là phải một khay nuôi mấy mét vuông như các bác hỏi. Dế bé nuôi rộng quá không tốt. Theo như trang trại Vinh Xuân nghĩ thì dế bé nuôi rộng quá nó tản mát không tốt. Cho nên là các bác có thể thử nghiệm các cái cách nuôi khác nhau. Mỗi người một ý, mỗi người một kiểu nuôi. Nó cũng phụ thuộc vào cái vùng miền, khí hậu. Nhiều bác nuôi dế thì bảo là bao nhiêu ngày thì bán được. Nó cũng phụ thuộc theo vùng miền, phụ thuộc theo khí hậu. Tại vì phụ thuộc cái tay người nuôi. Có người cùng một cái khí hậu như nhau nhưng có người nuôi nhanh, có người nuôi chậm. Mà ở miền Bắc thì cái nhiệt độ nó thấp thì dế nó sẽ lớn chậm. Còn nhiệt độ cao dế lớn nhanh. Các bác muốn nó lớn nhanh đều thì các bác phải tăng nhiệt lên. Cái con dế nó không căn cứ vào nuôi theo bao nhiêu ngày cả. Nuôi chậm thì nó chậm lớn, nó kéo dài ngày, nuôi nhanh thì nó nhanh lớn. Đấy. Chứ không thể căn cứ vào cái ngày nuôi được. Cùng một thời tiết như nhau nhưng cái bác này nuôi chăm con dế, cho con dế ăn ngon, nuôi chăm tốt hơn thì nó sẽ lớn nhanh hơn cái người nuôi chăm kém hơn. Còn nó còn phụ thuộc theo nhiệt độ nữa. Nhiệt độ thùng càng ấm càng nóng thì nó lớn càng nhanh, còn gần càng lạnh thì lại lớn chậm. Đấy, cho nên nhiều bác cứ hỏi những câu có những cái gì nó chỉ trả lời chung chung được chứ không thể chính xác được, thì nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Cho nên các bác ở đấy các bác cũng nên tìm hiểu thêm. Thỉnh thoảng trại Thanh Xuân có đôi điều muốn nói thì các bác nghe được cái phần nào thì nghe, còn không phải ai cũng biết hết cái gì cả, mà ai cũng mỗi người ý. Cho nên các bác nghe được cái vấn đề thì nghe, còn các bác có sáng kiến thì tốt hơn thì các bác cứ thực hiện. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của trại Thanh Xuân. Kính chào các bác.